Ta-da, chúng ta lại gặp nhau trong vlog mới của Khiêm Slay. Cách đây một tuần thì mình có đăng lên Instagram story, một cái story với nội dung là: các bạn nữ ơi, có câu hỏi nào mà lâu nay các bạn nữ luôn muốn hỏi các bạn nam nhưng mà các bạn ngại nên không hỏi được không? Thì các bạn hãy gửi vào đây và mình sẽ trả lời hết giúp cho các bạn. Và mình đã nhận được rất rất nhiều câu hỏi. Mình đã tổng hợp lại những câu phổ biến nhất, và trong vlog này thì mình sẽ giải đáp cho các bạn những cái câu hỏi đấy dưới góc nhìn của một cậu con trai. Và các bạn lưu ý là những cái câu trả lời, những cái quan điểm của mình nêu ra trong vlog này đều là quan điểm cá nhân của mình, được mình tự đúc rút hoặc là tự rút ra từ những cái người bạn nam xung quanh của mình, những người bạn là con trai của mình, nên nó sẽ hoàn toàn là ý kiến cá nhân và mang tính chất tham khảo thôi, chứ không thể trở thành một định luật, một cái định lý áp dụng với tất cả mọi người con trai được. Nói chung là cái gì cũng tương đối thôi nha. Ok, chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Tự dưng không quen biết gì nhau mà bạn nam nhìn mình cười nghĩa là sao ạ? Mình sẽ trả lời câu hỏi này với góc nhìn của mình nhé. Bản thân mình là một đứa mà hay cười, gặp ai mình cũng cười. Đi đến chỗ nào đông người là phản xạ đầu tiên của mình sẽ là cười, mỉm cười với người ta để tạo thiện cảm thôi. Nó giống như một lời chào thôi, chứ nó thật sự không có cái ý đồ gì đằng sau đấy cả, không có tình ý gì đằng sau đấy cả. Và mình biết cũng rất là nhiều người như thế, người ta cười vì người ta gặp nhau, người ta lịch sự, người ta cười thôi, đấy như là một phép lịch sự thông thường ấy. Nên là chỉ một nụ cười nó sẽ không nói lên được điều gì nhiều. Mà nếu người ta thật sự thích em á, thì khi gặp em người ta không đủ can đảm để cười đâu, người ta không đủ bình tĩnh để nhoẻn miệng cười như này đâu. Người ta sẽ một là rất là lúng túng bối rối, còn hai là người ta sẽ bị đơ ra mất mấy giây. Chứ không thể nào mà đủ bình tĩnh để nụ cười đâu. Người ta cười với em thì người ta cười thế thôi, kệ người ta. Hi. Ok. Câu tiếp theo: hay like ảnh có phải đang thích mình? Một nút like thì nó cũng không thể nói lên một điều gì hết. Nhiều người ta like chỉ để giữ tương tác thôi. Người ta like và suy nghĩ là mình like ảnh họ thì hôm sau họ sẽ like lại ảnh cho mình. Chính mình cũng thế đây này. Hoặc là nhiều khi người ta thấy ảnh đẹp quá, khung cảnh đằng sau đẹp quá, rồi bộ đồ đẹp quá, rồi đồ ăn nhìn ngon quá, thì người ta bấm like thôi. Mấy nút like thì nó vẫn còn quá sớm mình nói lên bất cứ điều gì. Khi nào mà viết cáp thả thính như là anh Binzy, thả thính chị Châu Bùi. Amazing, good job em. Thì khi đấy mới chắc chắn được. Còn like thì like, kệ người ta. Câu tiếp theo: em muốn thắc mắc là khi bị đá vào hai quả trứng, mấy bạn nam sẽ có cảm giác như thế nào? Mình đọc mình cũng thấy đau luôn ý. Cái cảm giác của con trai khi mà bị đá vào hai quả trứng, nói là hai quả trứng nghe là hơi thô nhưng mà cũng không có cách nào cho nó diễn đạt sang hơn được, thì mình sẽ gọi nó là hạ bộ nhá. Cái cảm giác của con trai khi mà bị đá vào cái hạ bộ đấy, nó đau cái kinh khủng luôn ấy. Kiểu sao nhỉ, nói chung là nó đau kinh khủng lắm. Từ bé đến lớn thì chắc chắn là con trai nào cũng đã bị đá hoặc là bị chấn thương ở vùng đấy một vài lần rồi, và mỗi lần như thế là nó đau một cách kinh khủng khiếp. Cách đây mấy tuần mình mới bị luôn, là khi mình đang quấn cái cục sạc MacBook này, mình đứng mình quấn như thế này, xong cái dây này nó tự dưng nó quật thẳng vào cái vùng đấy, và kiểu mình phải ngồi xuống để mình ôm bụng mình, nó đau đấy, nó đau đến mức như thế. Tức là chỉ cần một lực tác động rất là nhẹ thôi là cũng đủ gây đau kinh khủng luôn. Theo như mình biết thì cái vùng đấy là nó có rất là nhiều dây thần kinh và nó còn liên kết với cả bụng nữa, nên là khi mà bị tác động lực mạnh vào đấy thì cái cơn đau nó sẽ lan ra khắp người, và con trai sẽ phải nằm yên một chỗ hoặc là ngồi yên một chỗ, không dám nhúc nhích. Chưa kể là nếu bị tác động lực quá mạnh vào đấy thì con trai còn có thể bị vô sinh nữa, thật sự rất là nguy hiểm. Nhưng mà các bạn nghe xong đừng cười, mà hãy biến cái điểm yếu đấy của con trai thành một cái lợi thế để tự vệ cho các bạn. Bạn nào ra đường mà không may gặp phải yêu vô sinh hay là biến thái gì đấy thì hãy cứ lấy hết sức mình sinh, sút một phát thật mạnh vào đấy, thì đảm bảo cái thằng đấy nó sẽ nằm vật ra đường chứ không thể nào đủ sức mà làm hại bạn đâu. Câu tiếp theo: không biết các bạn nam có thích con gái chủ động với xin Facebook làm quen không nhỉ? Cái này cũng tùy à. Một số bạn theo như mình biết á thì sẽ kiểu rất là rụt rè bởi vì là không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người khác dưới, và người ta sẽ cảm thấy rất là không thoải mái khi mà được người khác dưới tiếp cận và hỏi xin Facebook. Nhưng mà cũng sẽ có những bạn rất là thích thú bởi vì cảm giác là mình được ai đó thích, chắc chắn là mình phải đẹp trai hay là có gì đấy thì người ta mới thích mình rồi, và sẽ kiểu vui âm ỉ trong lòng và chạy đi khoe ngay mấy thằng bạn thân là: ôi mày ơi, tao mới được bạn kia xin Facebook này. Nhưng mà hầu hết là các bạn sẽ thấy thích ở trong người, kiểu có phải chạm vào yết hầu thì tương tự như chạm vào phần dưới không ạ? Không, yết hầu là cái này đúng không? Cái này bình thường mà, có gì chạm đâu. Cái này
Một số người gọi là ít hầu, một số người gọi là quả táo, một số người gọi là quả khế nữa. Có người gọi là quả khế đấy mọi người. Đây là cái bình thường chứ có gì cấm kỵ đâu nhỉ. Quả táo này của mình thì nó rất là to, cái ít hầu của mình nó rất là to. Nên là các bạn hãy sờ mà mình thấy đấy là bình thường mà. Thì mình thấy con gái sờ cái ít hầu con trai cũng rất là nhiều mà. Con trai sờ cái ít hầu con trai cũng bình thường. Thật sự mình không thấy có cái gì nhạy cảm ở cái cục này luôn đấy. Câu hỏi tiếp theo, con trai nghĩ sao về con gái niềng răng ạ? À? Em tính niềng mà sợ mất thẩm mỹ quá, hu hu. Anh có thích một người niềng răng không ạ? À? Bản thân mình với góc nhìn là một người con trai thì mình cảm thấy cái việc niềng răng nó hoàn toàn bình thường lắm đấy. Và mình thật sự nể phục những cái bạn niềng răng, bởi vì những bạn niềng răng đấy là những bạn mà ý thức được là điều gì khiến các bạn đấy chưa tự tin và các bạn muốn quyết tâm thay đổi cái điều đấy. Thật sự là rất là nể phục các bạn. Bởi vì niềng răng một nhá là nó rất là tốn kém. Vì mình biết rất là nhiều bạn niềng thường khoảng từ mấy chục triệu trở lên. Sự rất là mắc kinh khủng đấy. Chưa kể là cái việc niềng răng mắc cài bằng kim loại thì nó còn rất là đau. Mình có rất là nhiều người bạn niềng răng và bọn nó luôn tâm sự là cái việc niềng răng nó đau đớn và nó khó chịu như thế nào. Nhưng mà mình biết là những năm gần đây thì nhiều người đã chuyển qua niềng răng bằng niềng trong suốt đấy, thì nó vừa thẩm mỹ hơn mà vừa ít gây đau đớn hơn. Cá nhân mình cũng có một vài người bạn đang niềng về cái niềng trong suốt đấy của Zenium. Các bạn ấy review rất tốt về cái hãng này. Đây chính là cái niềng răng Zenium đấy mà mình đã mượn của một người bạn để review cho mọi người. Chi phí niềng răng của Zenium chỉ 37 triệu. Chi phí này của Zenium thì tiết kiệm hơn so với một hình thức niềng răng trong suốt mà mọi người biết đến nhiều trên thị trường, có giá từ 80 đến 160 triệu đồng đó. Bạn mình kể là cái quy trình niềng răng với Zenium nó cũng rất là đơn giản. Đầu tiên là đăng ký thông tin này, sau đấy là chụp ảnh răng để đánh giá sơ bộ xem là răng của nó có phù hợp với cả niềng răng của Zenium không. Sau đấy là hẹn lịch ra phòng khám. Thì ở phòng khám thì người ta sẽ đánh dấu răng cho bạn này, rồi chụp x-quang, rồi đưa ra một cái phác đồ điều trị 3D để các bạn xem là cái những cái răng của các bạn sẽ di chuyển như thế nào trong quá trình điều trị. Zenium là một startup của Singapore và hiện tại đang có mặt ở nhiều quốc gia, nên là bạn mình nó cũng khá là yên tâm. Thì cái này nó được làm từ chất liệu y tế chứ không phải là từ BPA hay là không chứa latex gì hết, nên là nó thật sự an toàn. Nhìn nó trong suốt đeo vào như không có gì luôn ấy. Chụp ảnh gần cũng không thể thấy được, và qua YouTube thì chắc chắn là không thấy được rồi. Bạn của mình đã sử dụng và review thì nó thật sự là một sản phẩm tốt. Và mình thật sự đã cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định giới thiệu Zenium đến với mọi người trong vlog lần này. Và Zenium cũng đã nói luôn là không phải răng của bất cứ ai cũng có thể phù hợp với việc niềng răng của Zenium cả. Nên là tốt nhất các bạn cứ chụp ảnh đánh giá sơ bộ. Mình sẽ để link ở phía dưới để các bạn tự đánh giá tại nhà xem là răng của các bạn có phù hợp để niềng răng trong suốt tại Zenium không nha. Trả lời nốt về cuối cùng mà em có hỏi là anh có thích một người niềng răng không ạ? Niềng răng nó cũng giống như kiểu là nhuộm tóc hay là đeo khuyên tai, nó hoàn toàn bình thường. Cái niềng răng nó không hề quyết định gì tới việc là anh sẽ thích hay là không thích ai hết. Nên là em cứ thoải mái tự tin mà niềng và làm bất cứ điều gì em muốn để cải thiện ngoại hình của em nhé. Câu tiếp theo, tin nhắn đầu tiên cho crush nên là gì cho đỡ ngượng ạ? Anh nghĩ là nếu như em và bạn trai ấy đã gặp nhau ở ngoài đường và em cảm thấy là bạn đấy cũng có một chút cảm tình gì đấy với em thì em cứ bắt chuyện thoải mái tự tin thôi. Bởi vì chắc chắn là nếu như người ta đã thích em thì em còn nói khùng nói điên gì người ta cũng rep em trong vòng 3 giây hết. Còn nếu đã gặp nhau ở ngoài đời nhưng mà hai người vẫn chưa nói chuyện nhiều và chưa có một cái chemistry hay là một cái hint gì thì em phải lựa lời mà inbox người ta rất là cẩn thận. Theo anh thì cách tốt nhất để bắt chuyện với crush trong trường hợp này là em hãy chọn một chủ đề mà cả hai có cùng một điểm chung. Ví dụ như em và crush gặp nhau ở lớp học thêm lý đi chẳng hạn, thì khi về nhà em hãy hỏi người ta là: "Ê mày ơi, mày làm bài tập chưa? Có chỗ này tao chưa hiểu, mày chỉ thêm cho tao được không? Rồi tao mới làm xong bài này, mày khảo đáp án với tao được không?" Thì sau đấy mình sẽ lấy cớ để mình trò chuyện thêm về nhiều chủ đề khác. Đấy, hãy tìm ra điểm chung của hai người và đầu tiên là khai thác từ cái điểm chung đấy. Sau khi mà khai thác được cái điểm chung đấy rồi thì chuyển qua nói về sở thích chung, bởi vì con trai rất là thích luyên thuyên với mọi người về cái sở thích của nó. Con trai thì hầu như là thích game, rồi thể thao, rồi siêu anh hùng Marvel, rồi meme. Thì nếu như em cũng có thể nói với người ta về những chủ đề đấy thì chắc chắn là người ta sẽ trò chuyện với em rất là nhiều. Còn một trường hợp nữa là hai người chỉ kết bạn trên mạng xã hội chứ chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời, thì có một cách bắt chuyện mà anh nghĩ là ít giả trân nhất, đó chính là rap story. Ví dụ nha, người ta up một cái story đi ăn bún cá chẳng hạn thì em sẽ nhảy vào rap là: "Anh ơi, chỗ này ở đâu thế ạ? Trông ngon quá." Sau đấy là người ta sẽ trả lời em. Đấy, cứ kiếm cớ như thế xong rồi mình sẽ bắt chuyện, rồi sau đấy thì em sẽ lại khai thác thêm về chủ đề chung giữa hai người, giống như là chuyện ăn uống, hai người đều thích ăn uống chẳng hạn. Coi tiếp theo: "Sao chùi mỗi một cái khăn mà da mặt trắng vậy mấy bạn được rửa kia?" Câu này chắc phải để cái thằng Huy bạn mình trả lời cho. Trời ơi, thằng Quang Huy bạn mình nói là một đứa mà cả đời nó không skin care gì hết. Nó đi nắng cũng chẳng phải khi che chắn gì. Mà cái da của nó bao giờ nó cũng glowy, nó cũng trắng hồng hào như bạch tuyết ấy. Bạch tuyết chắc phải gọi nó bằng cụ. Và thật sự xung quanh mình cũng có rất là nhiều bạn nam cả đời
không có skincare gì mà da kiểu nó vẫn đẹp bẩm sinh ấy. Và đó là những người mà mình ghen tị nhất. Cái tiếp theo mình là do Gen Z truyền rồi. Câu tiếp theo, các bạn nam thường thích các bạn gái hay cười đúng không ạ? Ai mà chẳng thích người hay cười. Có ai thích một người kiểu lúc nào mà cũng cau có bí xị như này không? Đúng không? Nên là em nhớ cười nhiều lên nhá, cười nó chỉ tốt cho em thôi chứ không bao giờ làm hại gì em được hết á. Câu tiếp theo, làm sao các bạn nam có thể học giỏi như thế ạ? Trời ơi, học ban A mới biết tư duy của tụi nó đỉnh. Đúng là theo như cái trải nghiệm đi học của mình, kinh nghiệm của mình khi đi học từ nhỏ tới lớn thì mình cảm giác là đúng là hầu hết các bạn nam sẽ giỏi những cái môn tự nhiên và hầu hết ở những cái lớp chuyên tự nhiên thì con trai sẽ áp đảo con gái. Nhưng mà đấy cũng chỉ là phần lớn thôi, thì là sẽ luôn có những ngoại lệ. Cái này theo mình là cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là con gái thường sẽ không thích học những cái thứ khô khan liên quan đến số nhiều như là toán lý hóa, nên là các bạn sẽ cảm thấy rất là ngưỡng mộ những cái bạn nam mà học được những cái môn đấy. Nhưng mà trái lại thì về phía các bạn nam, các bạn đấy cũng sẽ rất là nể phục các bạn nữ, vì các bạn nữ rất là giỏi những cái môn về xã hội như là văn, sử, địa. Và các bạn nam sẽ không thể hiểu nổi là tại sao trong vòng 90 phút mà các bạn có thể viết được 5 từ giấy phân tích một đoạn thơ. Nên là về nhau thôi. Câu tiếp theo, khi đi ăn chung với bạn gái không phải buổi hẹn đầu tiên thì con gái có nên dành trả tiền không ạ? Cái câu chuyện mà trả tiền khi đi hẹn hò đó là một cái vấn đề được bàn luận muôn thuở. Và mình xin phép trả lời theo như quan điểm của mình. Nếu như mình đi ăn với một bạn nữ thì mình rất là thoải mái, rất là willing được trả tiền cho cái bữa ăn đấy. Và mình thấy là hầu hết các bạn nam quen mình đều như thế. Bởi vì bản chất của con trai là luôn muốn được chăm sóc cho người yêu, luôn muốn được tỏ ra mình là một người kiểu bao bọc chở che ấy. Nên là cái việc trả tiền con trai rất là thoải mái làm, theo như mình thấy. Còn về việc các bạn nữ muốn dành trả tiền thì mình thấy đấy là điều hoàn toàn bình thường, nó thể hiện một cái sự song phẳng trong tình yêu. Nhưng mà các bạn nữ không nhất thiết phải dành dật trả tiền một cách quá là sao nhỉ, tư gì nhờ, à quyết liệt. Các bạn nữ không nhất thiết phải dành dật trả tiền một cách quá là quyết liệt đâu, bởi vì là nó cũng sẽ tạo cái cảm giác câu nệ không thoải mái giữa hai người ấy. Nên là nếu như bạn nam đã chủ động trả tiền trước thì các bạn nữ hãy cứ ok đi. Nếu đi cà phê sau khi ăn xong thì các bạn nữ sẽ chủ động trả tiền cho cái chầu cà phê đấy. Hoặc lấy ví dụ khác là trong lúc đi xem phim với nhau thì nếu bạn nam đang xếp hàng mua vé thì bạn nữ hãy qua quầy bỏng ngô và mua bỏng ngô. Tốt lại, theo quan điểm của mình và theo những gì mình quan sát ở những người bạn đang có người yêu của mình thì mình cảm thấy là con trai luôn rất là sẵn sàng, sẵn lòng trả tiền cho một bữa ăn hay một buổi hẹn hò. Nhưng mà nếu con gái muốn dành trả tiền thì con trai cũng rất là vui vẻ được share ra, con trai trả phần này, con gái trả phần này. Và theo mình là cái việc san sẻ chi tiêu như thế thì nó có thể giúp một mối quan hệ lâu dài bền chặt hơn, bởi vì là tình yêu ở tuổi học sinh sinh viên thì không phải ai cũng có tài chính đủ mạnh để có thể chi trả hoàn toàn hết. Và nếu như cái gánh nặng ấy được san sẻ ra thì nó sẽ giúp hai người gắn kết bền chặt với nhau hơn. Câu tiếp theo nhá, có phải trai Bắc thì lăng nhăng và giao trưởng không anh? Nani? Sao em có thể hỏi như thế nhỉ? Nếu như đúng như em hỏi thì ở miền Bắc chắc chả có một gia đình nào hạnh phúc hết cả. Ở đâu dù là miền Bắc, miền Nam hay miền Trung thì cũng sẽ có người tốt, người xấu thôi. Nên là đây thật sự là một câu hỏi mà anh không biết phải nói như thế nào. Anh chỉ muốn nói là mình đừng có mang cái định kiến về vùng miền như thế, vì ở đâu cũng sẽ có người này người kia hết. Câu cuối cùng này, con trai thích nhận được quà gì ạ? Cái này mình thấy cũng còn tùy sở thích nữa, nhưng mà theo mình thì có một số món quà phổ biến mà có thể tặng cho mọi đứa con trai, đó là quần áo này, giày dép này, rồi những cái đồ handmade nhỏ xinh và ý nghĩa đặt trọn tâm tư, giống như là cái khăn len đan bằng tay, rồi những cái bánh cookies tự làm, hay là một cuốn album ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc của hai người. Và vừa rồi là những câu hỏi mà các bạn nữ followers của mình đã gửi về để nhờ mình giải đáp thắc mắc về các bạn con trai. Thì mình mong là những câu trả lời vừa rồi của mình đã giúp các bạn nữ thỏa mãn được phần nào cái sự tò mò về các bạn khác giới. Không biết là các bạn nam khác thì có suy nghĩ như thế nào về những câu hỏi vừa rồi. Và nếu có thì hãy comment ở dưới để mình có thể đọc được nha. Mình cũng rất là muốn nghe ý kiến của các bạn khác. Và nếu như các bạn thích vlog này thì hãy bấm like, share vlog này cho mình và subscribe kênh. Đừng quên follow mình trên Facebook, Instagram, TikTok, còn tên gì không nhỉ? Hết rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau cho những vlog tiếp theo của Khiếm Slay. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn.